Rồi hôm nay ngày đầu tháng nha, chào tất cả anh em cô chú trên kênh YouTube Trại Bò Lộc nha. Hôm nay em còn mớ bò để em quay cận cảnh cho anh em tham khảo và xem xét nha. Có mua thì ủng hộ tiếp em nha. Đây em còn mớ bò cam chia nha anh em chú bác. Đây em cũng giới thiệu từ cặp cho anh em chú bác tham khảo nha. Đây là hang bò tơ nha, hang bò cặp số 6 nha anh em chú bác. Bò này chiều cao cũng 1m4 nha, không có thiếu nha anh em chú bác. Bò này chân móng hoàn thiện nha. Thì hang bò này em muốn báo giá là 48 triệu nha anh em chú bác. Đây kế tiếp hang bò cú đây. Bò này nó cũng dày dặn hết trơn nha anh em chú bác, con bò này cự cần có nha. Bò này cũng thay gân nha, già bò. Hang bò này thì cái giá 53 triệu nha anh em chú bác, giá tầm vừa xài nha. Đây là cặp cú nha anh em chú bác. Đây cặp số 5 nha, bò này thay gân nè. Hang bò này giá 55 triệu 500 nha anh em chú bác. Bò này mới 4-5 phân nha, bò này già nha. Đây cặp số 5 nha. Đây là kế tiếp là bò già nha anh em chú bác. Bò này bò thùng dạo nha, bò này cũng lớn tiền nha. Thì cặp số 2 này thì giá nó 64 triệu nha anh em chú bác. Bò này bò lực nha. Đây cặp bò số 2 nha anh em chú bác.
Giá nó 64 triệu nha. Đây, tới cặp số 1 này, bò này nhông già nha. Bò này thay găng trơn nha. Giá cứng nửng nha. Đây, cặp số 1 nha. Cặp số 1 này em báo giá là 64 triệu 500 nha. Nay em cũng quay sơ lược nha anh em chú bác. Anh em chú bác có nhu cầu mua liên hệ số điện thoại của em nha. 036 365 5568. Gặp em Phúc nha, Trại Bò Phúc Lộc nha anh em chú bác. Trại bò em thuộc xã Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Trên bến đò Gọc 100m nha anh em chú bác. Số 5 nha. Rồi, chào tất cả anh em chú bác trên kênh YouTube nha.